Hi. Xin chào mọi người. Mấy bữa nay Liên quay sen đá thường xuyên á, là bữa mình quay mấy cái tiệm. Bữa nay là mùa hè của tháng tháng 8 rồi. Là lý do Liên quay cái này là cho nó mờ thôi, chờ chút. Lý do Liên quay cái này á, để lên tháng 8 rồi, thường thường là thêm một tháng nữa nó lên màu. Nhưng mà Liên trồng ngoài sân ở đằng kia đó, lát Liên quay ở bên cái sân bên kia là nó nắng nó bị cháy. Có những cây thì nó sống chịu nắng rồi, mình thuần được rồi, nó có nghĩa là nó chịu nắng rồi. Có những cây thì không có chịu nắng ha. Thì ở đây là cái bản đồ Việt Nam, thì năm nào Liên cũng làm lại hết á. Liên làm lại là có nghĩa là Liên xới đất, Liên làm lại là nhổ lên một lượt á. Thường mấy cái đó thì Liên sẽ quay cho mọi người coi á, cả nhà cùng coi. Nhưng mà Liên bận á thì nên Liên sẽ quay những cái clip cái gì mà nó còn trong cái này đẹp á. Những cái khúc mà nhổ lên mà Liên trồng xuống cái khác thì Liên sẽ tự làm, tại vì cái khâu đó thường hay nhờ anh Chính làm giùm á, quay giùm mình á. Mà mùa nắng này thì Liên phải cần cứu mấy cái cây, với lại Liên cần bỏ mấy cái cây kia xuống, giống như hôm bữa Liên bỏ đột biến xuống vậy đó. Thì bữa nay Liên quay mọi người coi lại ngắm cái cảnh của Liên trồng mà nó ra bụi. Mọi người coi cái clip cũ thì nó nắng nó mờ quá ha, đợi chút. Nhưng mà thì đây là nó có một cái bông mà bây giờ nó có nhiều rồi ha. Đây cũng vậy, hồi đó Liên có một cái bông mà giờ nó đã lên nhiều, còn cái này nó đang tức cây. Cái cây này có thể là Liên sẽ không dời nó, tại nó đang lên cây con bên hông, Liên phát hiện được á. Này có những cái cây này thì nó sẽ Liên sẽ dời nó đi, tại vì nó trúng với cái cây kia với lại cái cây này. Đó, cả nhà thấy không? Thì đây nó lên màu rồi nè. Nó hơi mờ lúc mà mỗi lần Liên di chuyển. Với lại kiến Liên phải làm đất lại, xịt lại. Liên cũng muốn bỏ cái cây đột biến qua bên cái bản đồ Việt Nam này, mà Liên ngại kiến á. Liên bỏ thử đằng kia một cây, cái cây kia thì không thấy gì hết đó. Cái cây loại này nè, đột biến loại này nè. Đây dạ. Thì Liên không có thấy tình trạng nó ấy, nhưng mà Liên sợ cái cát. Ây da, đau chân quá. Đây thì này nó hơi nắng, ánh sáng hơi chả ha, chắc là Liên phải đi đứng lên nha. Đây là cái bánh bao đâu rồi, nó mờ sao nó mờ quá ta, nó đã lên màu rồi ha. Đây cũng lên màu, nó hơi bị cháy. Thì Liên trong một trong hai Liên sẽ bứng cái đó, Liên bứng cái chậu bên này để mà cây dạy va nè. Đó thì Liên sẽ bứng nó lên. Sửa nó lên. Đó là cái lipstick. Cái này là biết sao Liên chùm lưới không? Tại đây là Liên mới bỏ cái này xuống nè. Đây là cây đột biến, Liên bỏ tiếp ở đây. Cây này nó bị cháy, tại bữa mình bứng mấy cái ấy, nó từ trong lá non ra nắng, nó không có thuần được, nó cháy. Mình phải che nó mà Liên chưa có che. Mọi người nhìn cây tổng quát của cái này Liên sẽ có nghĩa là nó lớn hết rồi, cái nào nó cũng có bụi hết rồi. Thì nếu có bụi như vậy thì Liên phải tắt nó ra. Tại không tắt nó ra thì nó chật chỗ. Đây là cái đột biến loại mới, nó đỏ cái chớp mà nó có phấn.
Liên mới bỏ nó xuống. Thường là Liên sẽ lấy cái này nè, Liên che nó một cái đó, cho nó thuần cái nắng đó. Xong rồi Liên sẽ lấy nó lên, không nó cháy á. Có những cây mình phải làm như vậy, mình che nó vài bữa thôi, trong vòng một tháng đổ lại. Liên đứng Liên che nó thôi. Thì Liên sẽ dỡ mấy cái đó lên, có nghĩa là cây nó nhiều rễ á, thì mình sẽ là không che nó nữa. Còn cái loại này là gót ma là nó va đó. Mình sáng không biết mọi người thấy không, để Liên sẽ quay cái là một chậu đó ha. Đây là nó đỏ chuẩn bị lên màu, cho nó cứ mờ mờ. Cái này chỉnh ánh sáng đây ha. Đúng là mình cái này Liên bữa Liên mới bỏ xuống nó táp quá đó, nó hơi cháy chút. Sau Liên sẽ đậy nó lại, tại Liên chưa kiếm được cái đầu đậy. Vài bữa nó Liên mới mở ra, nó hơi xấu ha. Nhìn nó thấy ghê quá, mọi người thấy mình trồng sen đá. Ủa sao nó tối vậy? Chắc là tại mình đụng nó đó. Đó, là đi sẽ làm lại toàn bộ. Bây giờ cả nhà cùng đi nhắm cái này rồi ha. Coi như là mình tạm thời mình quay đi, mình sẽ đi sẽ tự làm nhổ lên từng bụi á. Đó, giống như bốn cái này là rõ ràng là nó, cả nhà thấy không? Nó lên màu rất là đẹp. Mà có thể là Liên sẽ dời cái nào, như cái này thì không quan trọng lắm, mấy cái cây này khó trồng, trồng chút khác được. Đó là mình sẽ dời cây, hai cây này mình phải hy sinh những cây mà nó gần nhau, giống như ba bụi này nè. Hồi đó trồng có một cái thôi à, mà bây giờ nó đẻ con được nhiều quá trời luôn rồi. Cái cây này nó có màu nha, nó có viền đỏ ở trong á, thì mình sẽ bỏ lên những cái thố, mấy cái bụi đó đẹp lắm. Thực thụ là Liên đang ở ngoài nắng, chắc là mấy giờ nó Liên coi khoảng chắc hai mấy bài trưa đó, rất là nắng mà rất là nóng. Tại vì Liên cần quay phim cho mọi người ngắm, tại vì Liên sẽ dời có những cái cây nó lên màu, mùa này lên màu rất là đẹp. Liên sẽ dời đi giờ đi cho mọi người coi. Đó. Là Liên đang có những cây lên màu lớn, không biết Liên quay mà không biết ở ngoài nắng mọi người thấy làm sao, chứ Liên thiệt sự là nó bị ánh sáng chạy, Liên không có thấy là cái màu đó nó tới đâu rồi. Nhưng mà bên này nè, cái vườn bên này nó đổi màu rồi. Khi nó thuần được rồi á là nó đổi màu rồi nè. Nó sống được dưới ngoài nắng nè, mùa lạnh nè. Có những cây dễ sống mà nó khỏe, còn có những cây mình không có thuần được á, nó cũng đó. Chẳng hạn cây bên kia là nó héo rồi đó, mình phải nhổ nó lên mình trồng nó lại. Có những cây nó cũng bị trái, có những cây không. Liên sẽ quay cho mọi người coi cây trái. Với lại Liên cũng phải sửa lại là ở đây nó chật chội quá đó, cả nhà thấy không? Đây là cái mau tình, nó sẽ hồng lắm nè, mà Liên thấy nó đẹp lắm, nó có thân thụ rồi. Mà bây giờ là nè, mấy cái mà mình mấy cái mà mọi người có biết không, mấy cái mà nó đã lên màu mà nó sống ở đây được là Liên sẽ để nó. Có những cái trái thì Liên sẽ thay thế cái cách trồng khác nhau á, những cái cây nó chịu nổi khác nhau á. Cây này lên màu là quá tuyệt vời. Nếu cái clip này mà lỡ có rung thì chắc là Liên sẽ dùng một cái máy khác, cái cách quay khác ha. Thì mọi người coi, sorry mình nói trước.
bông hoa mình nó lên màu đẹp lắm luôn. À, ở bên này, ở đây là cái hoa, cái cây mà nó có cục thịt, nó đẹp lắm cả nhà. À, mà nó mọc bị nặng quá mấy cái bông này nè. Rồi. Nó nặng quá. Nó nặng quá nó gãy xuống rồi, đứng lên cho mọi người coi nè, đó. Một cái thân nó mà nó nuôi tới 3-4 nhánh nặng luôn. Là Liên sẽ phải cắt nha để trồng chỗ khác. Không là nó hư cái cây này, nó ngã gục xuống rồi. Đâu rồi ta? Chắc là mình đứng mà nắng quá mình không thấy đường. Rất là không thấy đường luôn. Mấy cái cây này nè, muốn có cục thịt dư này là phải ở ngoài nắng. Hồi xưa nó là không phải dạng cục thịt dư đâu, mà nó ngoài nắng mà nó ra vậy đó. Đây có những cái lên màu, có những cái nó bị trái rụi luôn. Thương tích đầy người. Chắc sáng đó, mọi người được thấy màu ha. Mình sẽ khiêng nó vô trong mát để mọi người sẽ thấy nó đẹp. Tội nghiệp quá, nắng chang chang, trời rất là nóng. À, Liên đứng từ xa cho mọi người coi rồi Liên tới gần. Là cái dĩ của mình ở ngoài nắng hết á. Đây nắng qua nó bị chết, nó bị héo một cây Liên phải cứu nó. Nắng nè, nắng nó cháy nè. Cái này nó khó trồng lắm, Liên trồng mấy lần rồi, cái lúc nó đang tốt á, không khéo mà nó gãy ngang. Cái này là nó có đợt trước, sau này là cầu duy tiền mà cái loại hộp tròn á, nó cũng màu y chang, cũng đậm vậy. Ô, cây này sáng bỏ mà quên che cái miếng kia, nó nắng quá rồi. Những cây nó cháy hết, màu đỏ nè, Liên thích cây này lắm, nó lên màu đẹp quá nè cả nhà. Có những cái Liên cũng mới bỏ xuống cũng cháy, những cái nó khỏe. Đây là cái bông nè, bên này nó cũng cháy, sáng dở lên cứu mấy cây, cháy quá nó bạc màu ha.